Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều nghệ sĩ bị tấn công trên mạng xã hội vì không bày tỏ sự thương tiếc với ông Trọng. Ngày 24 tháng 7, BBC tiếng Việt có bài Ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, buồn sao cho đúng. BBC cho biết sau khi thông tin ông Nguyễn Phú Trọng qua đời vào ngày 19 tháng 7 được công bố, hàng loạt người dùng mạng xã hội và nghệ sĩ đã đăng tải hình ảnh hoặc đổi hình đại diện đen trắng để bày tỏ sự thương tiếc. Trong trào lưu đó, những người nổi tiếng vì một số lý do nào đó mà không thay hình đại diện để tưởng niệm, để tỏ ra mình đang đau buồn, đều bị tấn công. Có người còn bị chỉ trích vì đã để hình đại diện không đúng cách. Hình ảnh bài trên BBC. BBC kể về một người mẫu áo tắm ở Sài Gòn bị tấn công vì đăng tải hình ảnh mặc bikini lên tài khoản Facebook cá nhân vào tối ngày 19 tháng 7. Người mẫu này sau đó đã xóa hình đăng và đã đăng tải một bức hình đen trắng của Tổng Trọng để bày tỏ lòng thương tiếc tới ông. BBC đề cập đến việc tài khoản Facebook của MC Phan Anh dưới một bài đăng gần nhất vào ngày 25 tháng 6 đã xuất hiện những bình luận chỉ trích vì thương tiếc nữ hoàng Anh và vụ cháy ở Paris nhưng không bày tỏ gì khi ông Trọng qua đời. BBC cho hay tối ngày 19 tháng 7 trên nhóm Bí mật Showbiz Group với hơn 1 triệu thành viên có một bài viết với nội dung các nghệ sĩ từng thương tiếc bà nữ hoàng Anh nay đã treo cờ rủ tưởng niệm cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa nhỉ. Nữ người mẫu diễn viên Châu Bùi đã bị nhiều người nhắc tên tại đây do từng đăng bài bày tỏ lòng tiếc thương nữ hoàng Anh vào tháng 9 năm 2022. BBC cũng nhắc đến chuyện nghệ sĩ Thành Lộc cũng bị chỉ trích vì trong một thông báo về việc hoãn lịch diễn kịch tại sân khấu kịch Thiên Đăng, ông viết chữ quốc tang cỡ nhỏ và không viết hoa. Hiện tại, nghệ sĩ Thành Lộc đã đóng tài khoản Facebook. Nữ diễn viên Nam Thư bị chỉ trích vì đăng hình bày tỏ sự thương tiếc Tổng Trọng mà mặc áo 2 giây. Một trường hợp khác mà BBC kể ra đó là TikToker Duy Muối, tức Trần Mạnh Duy, làm việc tại một công ty truyền thông, cũng đã trở thành mục tiêu của những cuộc truy lùng trên mạng chỉ vì một bình luận trên Facebook. Sau nhiều áp lực, công ty nơi Duy Muối làm việc đã bãi nhiệm chức danh giám đốc sáng tạo của anh. Theo BBC, không chỉ dừng lại ở những lời chỉ trích trên mạng, công an cũng đã vào cuộc. Ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo BA05 phối hợp với công an quận 10, 12 và thành phố Thủ Đức xác minh triệu tập 3 chủ tài khoản Facebook vi phạm. Những người này đã bị phạt từ 5,5 đến 7,5 triệu đồng. Báo chí và công an không cho biết cụ thể nội dung xuyên tạc là gì, sai ở điểm nào. BBC dẫn một trang Facebook với 1,5 triệu người theo dõi viết, có nhiều bạn trẻ, thậm chí cả người nổi tiếng, họ lạ lắm. Họ nghĩ rằng ngày buồn của đất nước chẳng liên quan gì đến họ, nhưng lại không biết bác hy sinh cả một đời, lao tâm, lao trí đến tận hơi thở cuối cùng để cả dân tộc, cũng chính là các bạn được bình an, ấm no, hạnh phúc. Không ai bắt các bạn phải buồn, nhưng hãy là một thế hệ trẻ sống biết ơn. Bài viết này đã nhận hơn 6.000 lượt thích và hơn 1.000 lượt thả tim. Tất nhiên cũng có những ý kiến phản bác luận điểm này, nhưng tương đối ít khi so với số lượng ý kiến đồng tình. Hình ảnh Hà Nội treo cờ rủ trước quốc tang. Bên cạnh đó, BBC cũng cho biết Ban lễ tang nhà nước đã chính thức công bố lễ quốc tang Tổng Trọng sẽ được tổ chức vào 2 ngày 25 và 26 tháng 7. Tuy nhiên, một số tỉnh thành đã có chỉ đạo tạm hoãn các hoạt động vui chơi giải trí trước ngày quốc tang, cụ thể là thành phố Hội An, tỉnh Long An, tỉnh Hà Nam và tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, có những chương trình nghệ sĩ chủ động công bố tạm dừng sự kiện. BBC nhận xét có thể thấy rằng dù ngày quốc tang đã được ấn định nhưng các chương trình và sự kiện vẫn bị hoãn sớm hơn, hoặc là tự nguyện, hoặc là bị áp lực từ chính quyền. BBC dẫn lời một luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh nói rằng việc chính quyền bắt buộc các tổ chức cá nhân treo cờ rủ hoặc ngừng hoạt động vui chơi giải trí công cộng ngoài 2 ngày quốc tang là trái quy định. Trong những ngày qua, không ít nơi cũng đã bắt đầu treo cờ rủ vài ngày trước ngày quốc tang như Hà Nội và Sài Gòn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Nhiều nghệ sĩ bị tấn công trên mạng xã hội vì không bày tỏ sự thương tiếc với ông Trọng. Báo chí Việt Nam đồng loạt tô hồng hình ảnh Tổng Trọng. Ngày 20 tháng 7, BBC tiếng Việt nhận xét Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo chí kể chuyện rau muống chấm tương, viết chữ trên cát.
BBC cho hay các báo tại Việt Nam đã đồng loạt đổi giao diện sang trắng đen và kể những câu chuyện về sự liêm khiết và giản dị của Tổng Trọng. Chuyện rau muống chấm tương với bạn học trong 6 năm là một trong nhiều câu chuyện thời trẻ vượt khó của ông Tổng được báo chí trong nước tường thuật. Hình ảnh bài trên BBC. BBC dẫn báo Dân Trí ngày 20 tháng 7 viết, trong 6 năm trọ học xa nhà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng những người bạn của mình ăn cơm với rau muống chấm tương ra bờ sông Hồng học viết Trung văn trên cát để tiết kiệm tiền giấy mực. Dân Trí dẫn lời người bạn học phổ thông của ông Trọng tên Vương Khắc Tăng tại trường Nguyễn Gia Thiệu kể, cuộc sống trọ học rất thiếu thốn, bữa cơm chỉ có rau muống luộc chấm tương, trong đó gạo, tương là từ nhà mang đi. Mỗi khi đi học về thì phân công nhau, người đi chợ mua rau, người ở nhà vo gạo thổi cơm. Nhưng thiếu thốn thế nào cũng không cản trở niềm say sưa học hành, mỗi chiều họ lại rủ nhau ra bãi sông Hồng để học ngoại ngữ. Trong một bài viết khác, báo Dân Trí dẫn lời ông Vương Khắc Côn, người có thời gian gắn bó với ông Nguyễn Phú Trọng từ cấp 1 đến cấp 2. Ngày chúng tôi còn bé, thiếu thốn mọi thứ. Tuổi thơ của chúng tôi là những bữa cơm trộn với củ khoai, củ sắn. Đi học về đói, vặt cà chua ương, ăn chóm bụng. Mỗi buổi chiều cùng nhau ra tắm sông. BBC trích báo Thanh Niên ngày 20 tháng 7 viết về ký ức của bạn làng Ngô Bá Dục khi nhớ đến Tổng Trọng. Người bạn học chung từ cấp 1 đến cấp 3 này kể câu chuyện ông Trọng mặc quần cá rô đớp gấu đã sờn rách. Đây là loại quần được may rộng hơn cho trẻ em để khi lớn lên vẫn mặc vừa. BBC nhận xét hình ảnh Tổng Trọng được mô tả thật gần gũi, bình dị giữa nhân dân cũng được hàng loạt tờ báo tại Việt Nam mô tả. Hình ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, báo Tuổi Trẻ dẫn lời kể của bà Vũ Ngọc Giáng Hương, phó giám đốc nhà khách T78. Lo bữa ăn giấc ngủ cho Tổng Bí thư, nhiều người nghĩ rằng chúng tôi rất áp lực. Điều đó vừa đúng vừa chưa đúng. Chưa đúng vì chú rất giản dị, bữa ăn giấc ngủ đơn sơ như cha mẹ ông bà ở quê nhà chúng tôi. Còn đúng là phải làm sao để không gợn chút cầu kỳ lãng phí để chú hài lòng. Bà Hương chia sẻ thêm, trong một lần khi giặt đồ thì thấy bộ pyjama của ông Trọng đã sờn, sứt chỉ. Bà Hương nói với ông, thưa chú, bộ quần áo này đã cũ và sứt chỉ rồi, cháu xin phép mua vài bộ khác cho chú. Nhưng ông Trọng không đồng ý và nhờ bà dùng kim chỉ khâu lại để mặc tiếp. Chúng tôi nghe nhiều về sự giản dị của Tổng Bí thư, về chiếc xe hơi đời cũ, về chiếc áo vest cũ đã sờn vai. Nhưng khi trực tiếp phục vụ, thưa chuyện với chú, lại càng cảm nhận sâu sắc hơn, bà Hương nói. Hình ảnh bức tượng vàng rồng nặng 50 kg được cho là ở nhà của ông Trọng. BBC dẫn tờ báo Điện tử Chính phủ ngày 20 tháng 7 phỏng vấn giáo sư Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nói về gia đình ông Trọng. Gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng có 4 người, mặc dù nhiều tuổi nhưng vợ chồng đồng chí sống rất giản dị, liêm khiết, không thuê người giúp việc. Chị Mận, vợ của đồng chí, một cán bộ công an đã về hưu, rất cần mẫn, chăm chỉ việc nhà, chăm lo, sắp xếp để chồng yên tâm công tác. Hai người con của đồng chí đã có gia đình riêng, bản thân các cháu và con dâu con rể, có chuyên môn rất giỏi, hiện làm công việc tốt ở những đơn vị bình thường. Quan điểm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là công việc của các con, các cháu phải tự lo lấy, tự chịu trách nhiệm với bản thân và tự khẳng định mình. Trong công tác, công vụ, đồng chí nhận đúng mức lương mà nhà nước chi trả, nhất quyết không nhận thêm một xu một hào nào ngoài chế độ. Tuy nhiên, có bạn đọc thắc mắc, báo chí nhà nước tô hồng cho Tổng Trọng, sao không tiện thể nhắc đến vụ Shibuya hay vụ tượng vàng 50 kg của Formosa nhỉ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Báo chí Việt Nam đồng loạt tô hồng hình ảnh của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung